Sư nghĩ gì về Phật giáo Mật tông Kim Cang Thừa và đặc biệt là lý thuyết của họ về các vị tuân cú, các vị tái sanh biết trước được mình sẽ tái sanh vào đâu, cũng như các vị Đạt Lai Lạt Ma ấn định mình sẽ tái sanh vào đâu để các vị đệ tử đi tìm mình. Liệu việc một người biết trước mình sẽ tái sanh vào nơi nào có thật chăng? Vì thực tế chứng minh là đứa bé chọn rất đúng các vật trước đó của vị tiền nhiệm. Con có tham khảo thì thấy bên Mật tông họ cũng trì chú quán tưởng, khá giống Bà La Môn giáo, vậy liệu rằng có sự liên quan gì chăng? Nói về các cái vị mà biết trước cái nơi mà mình sẽ tái sanh và thậm chí là có cái trí nhớ tiền kiếp á, thì nó cũng không có gì lạ. Không có gì lạ. Bởi vì trong kinh tạng thì cũng có nhiều trường hợp những vị có trí nhớ tiền kiếp. Thành ra nếu như mà chúng ta tu hành nhằm cái mục đích tái sanh, nhằm mục đích là mà mình muốn có một trí nhớ tiền kiếp, thì nó cũng sẽ có một vài cái phương pháp tu hành để mà mình thành tựu những cái đó. Nhưng mà nó cũng không phải là cái gì hay. Nó cũng không phải là cái gì hay. Bởi vì đó, Đức Thế Tôn nói như thế, khi mà ngài khải một cái mảnh phân trên đầu ngón tay, ngài nói với đại chúng một chút xíu phân dính ở trên đầu ngón tay cũng là cái để đáng để nhầm lắm, một chút xíu sự hiện hữu cũng là cái đáng để nhầm lắm. Cho nên trừ khi chúng ta có một cái đại nguyện như là đại nguyện thành một vị chánh đẳng giác, đại nguyện thành một vị thinh văn có biệt hạnh, thì chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài cái việc luân hồi thôi. Chứ còn ngoài ra đó, Đức Phật nói một chút xíu tái sanh thì vẫn đáng để nhầm lắm. Cho nên cái cách mà tái sanh mà biết trước được cái nơi mà mình sẽ tái sanh, rồi thậm chí là khi mà đứa bé ra đời mới nhớ được tiền kiếp á, thì nó cũng không phải là một cái gì mà nó lạ. Mà tuy nhiên người loài người bây giờ họ thích những cái mà màu nhiệm, những cái huyền bí, những cái họ không giải thích được, họ ưa thích những thứ đó. Mà sư cảnh báo là khi quý vị ưa thích những thứ đó, cẩn thận sẽ bị lợi dụng. Bởi vì thời nay cái bậc chân tu thì không nhiều bằng những người giả tu. Giả sử như mà một cái gia đình muốn cho con của họ có được một cái địa vị, thì họ hoàn toàn có thể nghiên cứu cuộc đời của một vị trưởng lão vừa mới mệnh chung, và họ họ có thể là họ kể cho con họ nghe để mà nó nắm được những cái đó, thì cũng có thể. Hoặc là có một số những cái gọi là cái âm mưu, thì họ cũng vì một cái mục đích gì đó, quyền lực nào đó, lợi ích nào đó, thì họ cũng có thể làm nên những cái chuyện như vậy. Thành ra cũng phải cẩn thận. Không phải mình thấy cái gì màu nhiệm cũng tin, nhưng mà không phải là mình cái gì mình cũng bác. Tuy nhiên xin hỏi quý vị như thế này, những cái chuyện đó đó có dính dáng gì đến cái sự tu hành giải thoát giác ngộ của bản thân hay không? Dù cho đó, tôi nói dù cho đó là một vị 10 kiếp liên tục, 100 kiếp liên tục làm cao tăng, thì khi vị đó nói thì cũng y như Đức Phật đã nói trong bài kinh
Kinh Đại Bát Niết Bàn đó là gì? Khoan hãy chấp nhận và cũng khoan hãy chống đối, mà hãy đối chiếu với kinh và luật. Nếu như nó tương ứng với kinh và tương ứng với luật thì chấp nhận rằng vị này đã thọ lãnh đúng đắn lời dạy của Đức Thế Tôn. Còn cho dù đó vị đó, tôi nói dù cho vị đó là một vị đạt ma luân hồi mười mấy kiếp liên tục, mấy chục kiếp liên tục, đều là cao tăng, đều là cao tăng, nhưng mà lời nói của vị đó khi so sánh với kinh, so sánh với luật mà nó cực thì cũng phải bỏ qua và nói rằng vị này đã tiếp thu một cách không đúng đắn lời dạy của Đức Thế Tôn. Cho nên cái việc mà một vị luân hồi bao nhiêu kiếp thì nó không quan trọng bằng cái việc là vị ấy nói có đúng chánh pháp hay là không. Đừng để chúng ta bị choáng ngợp bởi những cái màu nhiệm, bởi những cái chúng ta không hiểu, thì đó là không nên. Thành ra sư nói không có vội mà phủ phủ nhận và cũng không có vội tiếp nhận. Còn cái phương pháp mà trì chú quán tưởng đó, quý vị nói là nó giống với Bà La Môn thì cũng không có sai. Và để mà chúng ta biết rằng nó có một cái sự liên quan nào hay không đó, thì đó đòi hỏi phải có một cái sự nghiên cứu nghiêm túc, chứ không phải là mình ngồi đây rồi mình nói mình phán bừa. Nó phải có nghiên cứu bằng những cái tài liệu, bằng những cái tài liệu có sự nghiên cứu một cách nghiêm túc đấy. Còn nếu gì hỏi ý kiến cá nhân của sư, ý kiến cá nhân của sư thì so với những kiến thức mà sư biết được về Mật Tông thì nó có nhiều điểm tương đồng với Bà La Môn giáo. Còn tương đồng bao nhiêu thì đòi hỏi phải có một cái sự nghiên cứu nghiêm túc. Thành ra đó là có một cái câu nói như thế này, tôi thấy cũng có lý, đó là gì? Không nên tỏ ra thông minh về một vấn đề mà anh không hiểu gì hết. Đấy, sư không có nghiên cứu kỹ về Mật Tông, cho nên là sư không có muốn nói nhiều.